kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách ngày hôm nay chương trình kết nối tri thức muốn giới thiệu liên quan đến một vùng đất với danh hiệu đất thép Thành Đồng. Nói đến đây chắc có lẽ là nhiều quý vị thính giả đã đoán được vùng đất nào rồi phải không ạ? Vâng, đó chính là Củ Chi, vùng đất cửa ngõ Sài Gòn, biểu tượng của tinh thần bất khuất trong đấu tranh chống áp bức, chống ngoại xâm, giành tự do và độc lập. Lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này như thế nào mà vang danh đến vậy? Kính mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu qua cuốn sách có tựa đề Củ Chi, Đất Lửa, Hoa Hồng của tác giả Diệp Hồng Phương, tác phẩm được xuất bản tại Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Từ lòng đất Củ Chi luôn vọng ra tinh thần chiến đấu bất tử, ý chí kiên cường của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, biết bao nhiêu người con kiên trung của Củ Chi đã ngã xuống. Trước những trận càn quét ác liệt mang tính hủy diệt của quân đội Hoa Kỳ, Củ Chi với tinh thần chiến đấu bất tử, ý chí kiên cường đã không khuất phục trước kẻ thù xâm lược. Củ Chi là vùng đất lửa nở hoa hồng. Đó là một loài hoa dại, thân nhỏ bé, rễ bám đất quê hương. Dù mưa bom, bão đạn xới tung, làm cây vương vãi khắp nơi, nhưng chỉ sau vài cơn mưa, thân mềm mại của loài hoa này lại vươn mình làm đẹp xứ sở. Ở đây có những người con như từ huyền thoại bước ra, dũng mãnh, kiên cường, trí tuệ, và máu xương của họ đã góp phần làm nên huyền thoại cho mảnh đất này. Lửa thép hoa hồng là những từ ngữ ngợi ca vẻ đẹp của Củ Chi, như lời bài hát của nhạc sĩ Quốc Thạnh, người con của Củ Chi đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tên cuốn sách này lấy tên từ ca khúc Củ Chi Đất Lửa Hoa Hồng của nhạc sĩ Quốc Thạnh. Tập bút ký ghi lại lịch sử vùng đất Củ Chi từ thuở khẩn đất khai hoang, lập làng, với những sự thích về tên đất, tên làng, đến thế kỷ 20 trở thành địa đầu chống ngoại xâm. Từng tấc đất nhuốm máu của chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa bị tàn phá và hồi sinh qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Là nhà báo thường trú ở Củ Chi nhiều năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, với vốn tư liệu phong phú, ngôn ngữ đặc trưng Củ Chi, tác giả đã tái hiện sống động lịch sử Củ Chi qua những câu chuyện của những dòng họ, qua những con người cụ thể. Đặc biệt đã làm bật lên vẻ đẹp hoa lửa của một xứ sở huyền thoại qua những nhân vật huyền thoại. Hình ảnh hoa hồng đất thép là biểu tượng của tinh thần bất khuất, trung hậu, đảm đang của những người chị dũng cảm, những bà mẹ Củ Chi anh hùng. Hình ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại nhất của Củ Chi là mẹ Nguyễn Thị Trành, người Củ Chi gọi là Má Tám Trành. Tám người con trai và hai cháu của má lần lượt ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lý có bốn người con lần lượt hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, và còn có cả những người con trai con gái như từ huyền thoại bước ra, dũng cảm, kiên cường, trí tuệ và xương máu của họ đã góp phần làm nên huyền thoại của một vùng đất Củ Chi, đất lửa, hoa hồng. Người Củ Chi quê tôi, cây nôi vùng đất anh hùng. Người Củ Chi quê tôi, trung dũng, kiên cường, một lòng yêu nước. Người Củ Chi quê tôi, quý nhau như anh em một nhà. Củ Chi ơi, tôi nhớ không quên những người lính đã hy sinh bảo vệ đất quê mình. Tập bút ký Củ Chi Đất Lửa Hoa Hồng của nhà văn Diệp Hồng Phương do Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Củ Chi được trao danh hiệu Đất Thép Thành Đồng năm 1967-2017. Đây như một sự tri ân những người mẹ, người cha, người anh, người chị Củ Chi đã cống hiến cuộc đời mình để giữ gìn, bảo vệ và kiến thiết quê hương. Sách dày 231 trang, khổ 20cm. Những ai yêu thích tìm hiểu về lịch sử và đặc biệt những người con đang sinh sống và làm việc ở Củ Chi, chắc hẳn đây là một trong những cuốn sách rất thú vị, giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức về quá trình hình thành nên Củ Chi trong xuyên suốt chặng đường khai hoang, mở cõi.
Trong xuyên suốt chặng đường khai hoang mở cõi đó, biết bao tên đất, tên sông, tên rạch, tên người được tác giả kể lại. Thời điểm được tác giả đề cập đến trong hành trình trăm năm mở cõi, đó là vào đầu thế kỷ 18, phía Bắc Hóc Môn còn là vùng rừng thiêng, nước độc, cây cỏ tùm, nhiều thú dữ. Lưu dân từ miền ngoài vô khẩn đất phương Nam, tụ hội tại Bến Nghé, Đồng Nai, rồi theo sông rạch tự nhiên, theo đường thiên lý, ngược lên Bắc Hóc Môn, đi đến đâu, thấy đất tốt, bìa rừng cây cao lớn hay bãi bồi phì nhiêu, thì dừng lại chặt cây, phát cỏ, dựng nhà. Công cuộc khai hoang, khẩn đất hàng trăm năm đã đẩy lùi rừng rậm âm u, biến đất bưng biền nhiều lau sậy, cây cỏ thành những thửa ruộng, các xóm nhà dân dần hình thành. Theo lộ 15 bên sông Sài Gòn, sao gọi là liên tỉnh lộ 15 vì nó kéo dài suốt phần đất tỉnh Gia Định về chợ Bà Chiểu, rồi từ sông Bến Nghé chạy tiếp qua mũi Nhà Bè. Thời chiến tranh, Củ Chi thuộc Bình Dương nên vẫn gọi là liên tỉnh lộ 15. Sau năm 1975, Củ Chi là huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Liên tỉnh lộ 15 được gọi là tỉnh lộ 15. Hay khi nói về đất lửa, tác giả cho biết vào ngày 17 tháng 9 năm 1967, tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua các lực lượng võ trang giải phóng miền Nam lần thứ hai, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Củ Chi được tặng danh hiệu Củ Chi đất thép thành đồng. Đó là sự tri ân dành cho quân và dân Củ Chi đã anh dũng, kiên cường, hy sinh máu xương, quyết không khuất phục ngoại xâm. Tác giả sách như tái hiện lại những trận chiến lịch sử mà càng nghiền ngẫm, có lẽ bạn đọc sẽ có nhiều cảm xúc đan xen, căm phẫn với các trận chiến mang tính hủy diệt của Mỹ bao nhiêu, thì lại càng khâm phục sự kiên cường, bất khuất của quân và dân ta bấy nhiêu. Một trong số đó, chúng tôi xúc động khi đọc đến đợt tổng tiến công Mậu Thân ngày 2 tháng 2 năm 1968. Căn cứ Đông Du bị pháo binh phân khu pháo kích mấy trăm trái đạn, phá hủy 70 trực thăng, xe cơ giới. Trong đợt 2, vào tháng 5 năm 1968, trinh sát quân đội Củ Chi hướng dẫn đặc công miền đột nhập căn cứ Đông Du đánh địch bằng lựu đạn, thủ pháo và súng tiểu liên. Đánh bất ngờ, đánh mạnh, rút nhanh là cách đánh của đặc công. Nhưng trong trận này, hoa lửa hùng hậu của một trung đoàn xe tăng Mỹ đã gây nhiều tổn thất cho đơn vị đặc công lúc lui về xóm Bà Giả, xã Phước Vĩnh An. Buổi chiều, xe tăng chặn hết các nẻo đường. Đến đêm, các chiến sĩ trinh sát đi trước dò đường, thấy an toàn thì làm hiệu cho các chiến sĩ đặc công rút sau. Tình thế hết sức nguy cấp, toàn trinh sát đi trước, quay lại làm hiệu thì đội đặc công không hiểu nên nấn ná. Lát sau, địch tập trung pháo xe tăng, súng cối tấn công quyết liệt. Trinh sát đánh mở đường máu thoát ra ngoài, chờ rất lâu không thấy ai ra. Nhìn lại xóm Bà Giả, chỉ thấy khói lửa mù mịt, tiếng súng không ngớt. Trải qua bao mưa bom bão đạn, nhưng vùng đất lửa Củ Chi vẫn nở hoa hồng. Đó là loại hoa dại, thân nhỏ bé, rễ bám đất quê hương. Hoa hồng rực rỡ bên đường làng, loang lỗ hố bom, bên miệng hầm du kích, bên xác xe tăng, là hình ảnh kiêu hùng, thách thức cuộc chiến tranh hủy diệt của kẻ thù. Hoa hồng cũng là biểu tượng của tinh thần bất khuất, trung hậu, đảm đang của những người chị dũng cảm, những bà mẹ Củ Chi anh hùng. Mỗi bông hoa là một người chị, một người mẹ, với những câu chuyện về sự kiên cường, sự hy sinh to lớn cho bình yên của quê hương. Tác giả đã giới thiệu chân dung của những người mẹ này về nỗi đau, mất mát mà các mẹ, các chị đã phải nén chặt vào lòng mà chiến đấu vì quê hương. Chúng tôi không khỏi rưng rưng với câu chuyện về bà mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại nhất Củ Chi là mẹ Nguyễn Thị Rành. Người Củ Chi gọi là Má Tám Rành hay Má Tám bằng sự kính trọng, yêu thương vô vàn. Má Tám có tất cả 10 người con, 8 trai, 2 gái tham gia cách mạng. Có người đi bộ đội chánh quy, bộ đội quân đội, có người là du kích xã, là cán bộ địa phương. 8 người con của má lần lượt ngã xuống trong 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Má đã khóc hết nước mắt. Những dòng nước mắt đau thương chảy trong suốt những năm chiến tranh khi bom đạn gieo rắc cái chết khắp xóm làng Phước Hiệp. Các con của má đã cầm súng, đã chiến đấu và hy sinh như những người anh hùng.
Với má, các anh trở thành bất tử. Với ký ức về hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm luôn ghi khắc vô tâm hồn đầy yêu thương và cùng nhiều đau đớn, căm giận. Liên tiếp những câu chuyện về các mẹ Việt Nam anh hùng được kể lại, để rồi độc giả sẽ thêm trân quý hòa bình, biết ơn vô hạn với những hy sinh xương máu của cha anh cho độc lập tự do hôm nay. Và cũng từ những câu chuyện lịch sử mà cuốn sách Củ Chi Đất Lửa Hoa Hồng mang lại đã giúp cho thế hệ trẻ hôm nay tỏ tường hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, của vùng đất thép Củ Chi, để mỗi người chúng ta tự soi, tự sửa, phấn đấu để xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, đặc biệt là các chị, các mẹ Việt Nam anh hùng. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Củ Chi Đất Lửa Hoa Hồng tại Thư viện tỉnh Tây Ninh, và đừng quên theo dõi chương trình Kết Nối Tri Thức do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM tần số 103.1 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút, 20 giờ 20 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát Thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.